Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video khóa học HTML CSS cơ bản của mình. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một thuộc tính nữa, đó chính là thuộc tính về background, tức là hiển thị hình nền á. Thì background, chúng ta đã học về một thuộc tính background rồi, đó là background color, tức là màu nền ha. Thì trong video này á, chúng ta sẽ học về hình nền ha. Thì để sử dụng hình nền chúng ta sẽ sử dụng những thuộc tính gì? À, thì mình sẽ tạo một cái thẻ div ha. Có class là hình nền đi ha. Mình ấn này đi ha, để cho nó đỡ rối. Rồi mình tạo một cái là background 2 chẳng hạn. Rồi hình nền là như thế nào? Ok, thì để lấy hình nền ở đây mình sẽ dùng selector là background 2 ha. Mình sẽ sử dụng thuộc tính là background image ha. À, và giá trị của nó sẽ là URL, và ở đây chúng ta sẽ dùng giống như đôi và truyền vào cái đường dẫn hình ảnh. Thì ở đây á, chúng ta sẽ sử dụng hình ảnh ở Unsplash đi ha, tại vì hình ảnh ở Unsplash nó sẽ cung cấp rất là nhiều hình ảnh miễn phí và chất lượng cao. Mình sẽ lấy hình bông hoa này. Đó, copy image address, mình sẽ dán vào đây. Rồi ra ngoài mình sẽ check ha. Check thử xem mình đã hiện hay chưa. Thì các bạn có thể inspect và bấm vào cái class background 2 ở đây. Thì các bạn sẽ thấy là background image nó đã đúng rồi. Nhưng mà tại sao nó không hiện? Thì mình nói với các bạn lưu ý ha, khi các bạn làm với background á, thì các bạn lưu ý là cần phải thiết lập độ rộng và chiều cao cho nó, thì nó mới có cái độ rộng nhất định á, để nó hiển thị được ha. Chứ nếu mình không set, tức là độ rộng lúc này bằng 0,0 thì nó sẽ không hiển thị được. À, thì lúc này mình muốn hiển thị cho nó full đi, thì mình sẽ để là width 100%, tức là nó sẽ full body. Và chiều cao mình để ví dụ là 1000 pixel chẳng hạn, thì rất là cao luôn ha. Đó, thì lúc này nó sẽ được một hình rất là to như thế này. Đó. Rồi, thuộc tính background thì có rất là nhiều, không phải chỉ background image. Thì background image á, là giúp chúng ta hiển thị hình nền thôi. Nhưng bây giờ mình muốn á, cái hình chúng ta nó nằm ở trung tâm, chứ không phải nằm ở góc như thế này. Đó, các bạn thấy cái hình góc rồi mà đúng không? Hình góc ở đây này. Đó, mình muốn là hiển thị trung tâm như thế này. Thì chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính là background và position ha. Là x y ha, x là theo chiều ngang và y là theo chiều dọc, mà chúng ta muốn nó chính giữa thì chúng ta sẽ điền vào là center, và center như thế này. Đó, thì lúc này nó sẽ nằm vào giữa cho chúng ta ha. Rồi bây giờ mình muốn là nó phủ hết cái khung này luôn. Đó, hiện tại thực chất là nó đã phủ rồi nhưng mà nó vẫn chưa có scale ra được, thì lúc này chúng ta muốn nó phủ hết luôn. Giả sử cái hình nền nó nhỏ quá nhưng mà chúng ta vẫn muốn nó phủ hết, thì chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính là background size ha, là cover. Thì nó sẽ phủ hết cái khung này luôn cho chúng ta ha. Rồi bây giờ giả sử cái hình á, chúng ta nếu sử dụng những cái hình nhỏ thì nó sẽ bị repeat, tức là sẽ bị lặp lại. Thì mặc định nó là repeat thì chúng ta muốn không muốn nó lặp lại, chúng ta sử dụng thuộc tính là background gạch repeat ha, là no repeat ha. Rồi khi các bạn scroll này thì cái hình nó sẽ chạy lên đúng không? Nhưng mà ở đây mình muốn là khi chúng ta scroll cái hình nó vẫn đứng yên, thì làm sao ha? Thì chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính là background attachment ha, là fixed như thế này. Thì các bạn sẽ thấy này, khi mình scroll này, đó, cái hình nó vẫn đứng yên thấy không? Đó. Thì khi mình sử dụng background attachment fixed á, thì background size cover lúc này nó không còn tác dụng nữa, bởi vì nó đang đứng yên mà, chứ nó không có thể scale ra như bình thường. Đó, ví dụ như thế này, các bạn thấy không? Cái hình nó vẫn luôn đứng yên. Còn nếu mà mình bỏ background attachment fixed đi thì các bạn sẽ thấy thôi. Đó, cái hình nó sẽ scale ra này ha. Còn nếu dùng fixed thì nó sẽ luôn cố định ở một vị trí đó thôi. Đó. Thì các bạn sẽ thấy á, chúng ta viết vậy nó hơi dài. Thì chúng ta có thể viết rút gọn được hay không? Thì được ha. Thì thuộc tính này chúng ta có thể viết rút gọn là background. Chúng ta sẽ truyền vào là màu nền trước. Nhưng mà ở đây chúng ta không có dùng màu nền thì không cần truyền ha. Giả sử mình muốn màu đỏ thì chúng ta sẽ truyền là đỏ là màu nền này. Đây là background color ha. Cái tiếp theo á, là cái đường dẫn hình ảnh. Ở đây mình sẽ dùng cái này. Mình sẽ copy nó, pass xuống đây ha. À, mình sẽ ẩn nó đi. Mình ẩn những cái này luôn. Đó, mình đầu cái tiếp theo á, đó chính là cái repeat. Mình sẽ không muốn nó là repeat, no repeat. Tiếp theo mình muốn nó trung tâm thì mình sẽ để là center, center. Và sau đó mình muốn nó phủ hết toàn trang thì mình sẽ dùng là cover. Thì lúc này cấu trúc của nó là vậy, là dấu xịt ha. Sau đó mới đánh cover thế này. Đó, thì chúng ta sẽ được kết quả vẫn như mong đợi luôn, mà code của chúng ta nó sẽ ngắn hơn và gọn hơn ha, thay vì phải viết ra một đống như thế này. Thì ở trong code á, người ta sẽ gọi đó là shorthand ha, shorthand tức là viết tắt ha. Ok, như vậy là xong rồi. Thì trong video này mình đã hướng dẫn cho các bạn về thuộc tính background ha.
thì cũng như là các thuộc tính background liên quan ha, như là background size cover, background repeat, background attachment, cũng như là cách viết rút gọn. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.